đây, hoặc là chị có thể chat thêm ở trên các nhóm hỗ trợ của Manabox đúng không ạ? Rồi ạ. Câu hỏi thứ ba đúng không? Câu hỏi thứ ba này là một câu mà của chị Thúy. Cảm ơn chị Thúy, chị Thúy cũng gửi ở đây khá là nhiều câu hỏi đúng không ạ? Đầu tiên liên quan đến việc khai thuế đúng không ạ? À, tờ khai thuế. Câu này thì như này. Trong kỳ 3 người lao động đi làm tháng 7, nghỉ việc vào tháng 8. Vậy thì trên tờ khai 05, tức là tờ khai của công ty đấy, đúng không ạ? Công ty khấu trừ thuế đấy vào quý 3, thì chỉ tiêu số 17 là cá nhân cư trú có hợp đồng lao động có cần phải thực hiện tính nhân viên này vào không? À, đây là một câu hỏi rất thực tiễn đúng không? Đấy. Thế bây giờ hỏi kinh nghiệm này, kinh nghiệm của hai tư vấn viên đây đi. Theo các bạn thì ví dụ như khi mà muốn xem thông tin về những cái chỉ tiêu này, thường bọn em sẽ lấy thông tin ở đâu? Ngày xưa ấy, thì trên HTKK em thấy là sẽ có một cái hướng dẫn, Đúng rồi, đúng rồi, đúng em sẽ rồi. hay xem cái hướng dẫn để cách điền các chỉ tiêu ở trong đấy, thì có chú thích hướng dẫn. Đúng rồi. Thì em nhớ là cái chỉ tiêu 17 này là hồi đấy em bây giờ bị cắt nó rồi, nhưng ngày xưa là có, là sẽ ghi là cái tình hình lao động ở trong cái quý đấy luôn, Ok. chứ chứ không phải là trong cái thời điểm hiện tại. Đúng rồi. À, và như vậy thì thực tế đúng ạ, ngày xưa chúng ta có HTK, các bạn chỉ cần nhấn một cái phím quyền F1, lực thôi, đúng rồi ạ, là F1. phím F1 là chúng ta sẽ xem được hết là chỉ tiêu này lấy số liệu từ đâu và điền như thế nào. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì HTK không còn là cái ứng dụng mà thường xuyên chúng ta có thể là sử dụng một, à xin lỗi, không còn là ứng dụng duy nhất chúng ta dùng nữa, mà chúng ta sẽ có thể sử dụng khai cái thuế trên online luôn. Vậy thì cái hướng dẫn đấy thì cũng được Tổng cục Thuế chuyển sang hướng dẫn online luôn ạ. Và cụ thể hơn thì với tờ khai 05 này, trên bản tin của Vanapass chúng tôi có thực hiện đúng không ạ? Chúng tôi có thực hiện hướng dẫn các cái chỉ tiêu này, thì chắc là có thể là nhờ ban tổ chức, các bạn có thể gửi lại cái đường link đó lên cho các anh chị ở đây. Đó, và cụ thể hơn thì khi mà chúng tôi xem lại chỉ tiêu 17 đúng không ạ? Thì cụ thể đây là cá nhân cư trú có đồng lao động, thì cái giải thích của họ ấy là cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, có nghĩa là cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và được khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần, tức là thuộc vào cái trường hợp vào điểm Y của điều 25 của thông tư 111 đúng không ạ? Thì nó rơi vào trường hợp này. Và